Hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2021. Thì em đi ra vườn là có khoảng tầm 10 cây bông trang Mỹ Hồng. Ảnh đang cho bông. Đang cho bông như thế này nha cả nhà. Cả nhà xem là cây khá là to và cao. Đang ôm nụ hết rồi. Một cây như thế này là cao 1 gan, 2 gan, 3 gan, 6 tấc. Hơn 6 tấc ạ. Hơn 6 tấc. Cây này thì 1 gan, 2 gan, 4 tấc rưỡi, 5 tấc. Lô bông trang này là đang cho hoa nha cả nhà. Tất cả đều có hoa ở trên cái đậu. Hàng bên em thì để lại bình luận ở bên dưới số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600 và đó cũng là số Zalo bên em. Đây hiện tại tất cả hoa đều bung cánh hết rồi như thế này. Còn cái này ra thì ảnh còn nụ hơn một gốc ảnh đi lên. Cái lô này của em là có khoảng là 10 cây. 10 cây đang cho hoa. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn này của bên em. Chúc cả nhà có một ngày làm việc hiệu quả và luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ kênh YouTube của bên em bằng cách là cho em xin một like vào cái video này, hoặc là ai lần đầu tiên đến với kênh YouTube của em thì cho em xin một lượt đăng ký, cái chữ đăng ký ở góc phải ở dưới cái video á cả nhà, và nhấn vào cái chuông để mỗi khi em có video mới giới thiệu về những màu sắc của hoa trang thì cả nhà vào ủng hộ. Tất cả đều là miễn phí nha cả nhà. Rồi, xin chân thành cảm